Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 27 ngày 17 tháng 9 năm 2024, quyết định ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024 và Nghị định số 102/2024 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2024. Quyết định này thay thế các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh số 12/2023 ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 ban hành quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất, xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Số 09/2024 ngày 10 tháng 4 năm 2024 sửa đổi bổ sung điều 18 của quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất, xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo quyết định số 12/2023 ngày 5 tháng 7 năm 2023 của ủy ban dân tỉnh Hưng Yên số 09/2022 ngày 18 tháng 3 năm 2022 ban hành quy định việc ra soát công bố công khai lấy ý kiến và giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý điều kiện tiêu chí quy mô tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập được đấu giá quyền sử dụng đất. Quy định cụ thể, mục 1, giấy tờ về quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại điểm n khoản 1 điều 137 Luật Đất đai hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định ngoài các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 điều 137 luật đất đai mà có một trong các loại giấy tờ được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Các quyết định của Ủy ban dân tỉnh Hải Hưng về giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thanh lý tài sản cho phép ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng đất để cấp cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở nhưng ủy ban nhân dân cấp huyện chưa ra quyết định giao đất cụ thể cho hộ gia đình cá nhân danh sách các hộ gia đình cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận phù hợp với các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân tỉnh hải hưng cấp có đóng dấu chữ ký của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải hưng Trước đây, phải thu hồi lại theo quyết định số 367 quy đề UB ngày 10 tháng 4 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng về việc thu hồi và không sử dụng dấu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhưng chưa được xử lý thu hồi, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không có tranh chấp. Hạn mức công nhận đối với đất nông nghiệp do tự khai hoang theo quy định tại khoản 4 điều 139 luật đất đai. Trường hợp cá nhân đã được giao đất nông nghiệp nhưng chưa vượt quá hạn mức theo quy định tại điều 176 Luật Đất đai thì tiếp tục được nhà nước công nhận đối với đất nông nghiệp do cá nhân tự khai hoang trong hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại điều 176 Luật Đất đai. Trường hợp cá nhân đã được giao đất nông nghiệp đủ hạn mức theo quy định tại Điều 176 luật đất đai, thì diện tích đất nông nghiệp do cá nhân tự khai hoang vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của nhà nước, phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất nông nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 6 Điều 45 luật đất đai và được Ủy ban dân cấp huyện phê duyệt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại khoản 5 điều 141 Luật Đất đai. Trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 điều 137 của Luật Đất đai mà trên giấy tờ có thể hiện được mục đích sử dụng để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư thì diện tích đất ở được xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau. 1. Trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Thừa đất ở tại các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, hạn mức công nhận là 600 m2. Thừa đất ở tại các vị trí đất còn lại là 1.000 m2. 2. Trường hợp sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Thừa đất ở tại các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, hạn mức công nhận là 500 m2. Thừa đất ở tại các vị trí đất còn lại là 900 m2. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 điều 176 Luật đất đai. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản như sau. Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không quá 5.000 m2 mỗi loại đất. Đối với đất trồng cây lâu năm không quá 10.000 10 m2. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 177 luật đất đai. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân bằng 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 176 của Luật Đất đai. Hạn mức giao đất ở cho cá nhân theo quy định tại khoản 2 điều 195 và khoản 2 điều 196 Luật Đất đai. Hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn. Đối với các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện là 120 m2, các vị trí còn lại là 200 m2 hạn mức đất giao đất ở cho cá nhân tại đô thị, phường thị trấn đối với các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện là 100 m2, các vị trí còn lại là 200 m2. Hạn mức giao đất để làm nhà ở quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này không áp dụng trong các trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch xây dựng chia lô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở các dự án tái định cư có quy hoạch xây dựng, chi tiết hoặc mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 4 điều 213 luật đất đai. Hạn mức giao đất mới cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 1 điều 213 luật đất đai không quá 5.000 m2. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa xanh lam thắng cảnh nếu có nhu cầu sử dụng đất lớn hơn 5 000 m vuông để phù hợp với tình hình thực tế thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hạn mức giao đất cho từng trường hợp cụ thể. Quy định diện tích để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Diện tích để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 178 Luật Đất đai. Người sử dụng đất nông nghiệp trừ đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại điều 218 của Luật Đất đai thì được sử dụng một diện tích đất để xây dựng một công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: Công trình xây để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là công trình xây dựng một tầng, không xây dựng tầng hầm, xây dựng bằng vật liệu lắp ghép đơn giản, dễ tháo rỡ, không sử dụng vào mục đích để ở. Diện tích đất xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ diện tích công trình xây dựng chiếm tối đa 1% tổng diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhưng không vượt quá 30m2 đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp có quy mô dưới 2 hectare tỷ lệ diện tích công trình xây dựng chiếm tối đa 1%, tổng diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhưng không vượt quá 50m2 đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp có quy mô từ 2 hecta trở lên. Điều kiện tách thửa, hợp thửa theo quy định tại khoản 4 điều 220 luật đất đai. Ngoài đảm bảo các nguyên tắc điều kiện về tách thửa hợp thửa đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 220 luật đất đai, thì việc tách thửa hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phải đảm bảo các điều kiện sau thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất còn lại phải có diện tích kích thước tối thiểu đảm bảo quy định tại các điều 12, 13, 14 và 15 quy định này. Thửa đất mới hình thành bao gồm thửa đất mới tách ra và thửa đất còn lại phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi. Khi tách thửa đất mà người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 220 luật đất đai thì lối đi đó phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên và chuyển sang hình thức sử dụng chung đối với phần lối đi đó